Sau thời khi rời khóa thiền quay trở lại cuộc sống hàng ngày, thì việc ngoài việc thu nhiếp sáu căn thì có thể làm gì để giữ chánh niệm? Ngoài việc thu thúc sáu căn thì quý vị còn phải giữ giới, và chúng ta còn phải thường xuyên quan sát tâm của mình để tránh cái tham và cái sân. Rồi chúng ta cần phải thường xuyên nhớ nghĩ đến đề mục thiền của bản thân, ví dụ như thiền tâm từ hoặc là thiền hơi thở. Bởi vì khi tâm không hướng đến niệm thì nó sẽ thất niệm, đơn giản thế thôi. Khi tâm không hướng đến thiền thì nó sẽ phóng dật. Chính vì như vậy, để duy trì thì chỉ có cách là thường xuyên thực hành. Còn tốt hơn nữa thì quý vị có thể thường xuyên quay lại chùa để nhắc nhở chính mình. Sư nghe rất nhiều Phật tử họ hoan hỷ là nhờ nghe sư thường xuyên nhắc về giới, cho nên là họ cũng ý thức hơn trong việc giữ giới, rồi từ đó lưu tâm nhiều hơn đến việc giữ giới. Thì việc hành thiền cũng vậy, khi chúng ta thường xuyên nhắc nhở chính mình thì chúng ta sẽ lưu tâm nhiều hơn đến việc hành thiền.